Phong thủy là một đôi giày tốt. Không có đôi giày này, ta tìm đôi giày khác. Tuy nhiên, Phật học là ngọn đuốc, là ánh sáng của trí tuệ. Có giày tốt, có ngọn đuốc, tự chính mỗi người dụng công để thay đổi số mệnh. Những vị đến với Khải Toàn nhờ trợ duyên, từ bình thường đến rất giàu có. Điểm chung những vị ấy là tin vào nhân quả, tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào mỗi người đều có số mệnh, nhưng cũng tin rằng có thể thay đổi nghiệp thông qua nhất tâm cải tạo vận mệnh bằng phương pháp lành. Cải tạo vận mệnh có được không? Thay đổi bên ngoài và thay đổi bên trong như thế nào? Rất nhiều phương tiện để thay đổi bên ngoài, nhưng không nhiều phương tiện thay đổi bên trong. Phong thủy là một phương tiện thay đổi vận mệnh. Có thể thay đổi được bên ngoài, nhưng không thay đổi được phước đức. Phong thủy học không có công năng thần bí, cần phương trình và thông tin cụ thể. Vì vậy được gọi là khoa học phong thủy. Vận mệnh một người thịnh hay suy, được hay mất, được định trong sinh thần bát tự của mỗi người. Vận mệnh một mảnh đất cũng như thế. Phong thủy có công năng thay đổi từ trường một mảnh đất, nhưng cần điều kiện. Nhà Nho nói rằng mệnh là do thiên định, đã do trời hay thần nào ban thì không thể thay đổi. Nhà Phật cho rằng mệnh là do nghiệp, đã do nghiệp thì có thể chuyển nghiệp. Nếu chư vị cho rằng số mình đã được định, số mình do trời ban, chư vị không có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh. Không khác gì tiên sinh Viên Liễu Phàm giai đoạn đầu đời, giai đoạn ông còn chấp vào số mệnh. Nếu tin như thế, tin vào số mình đã được định rồi, hãy một lần đọc sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Ngược lại, nếu tin vào phước báo là do nghiệp, nghiệp từ đời trước và tạo tác ở đời này, xin chúc mừng, chư vị đã tự thắp sáng ngọn đuốc thay đổi vận mệnh của mình. Việc tiếp theo là tu sửa ba nghiệp thân miệng ý. Bản thân Khải Toàn có số mệnh kém, cung quan sát yếu, tức không có chức vị, không có danh tiếng. Cung tài lộc hoàn toàn không có chính tài. Mệnh không có chính tài, kiếm tiền khó khăn, nói chi giữ được tiền. Khi quyết tâm cải tạo vận mệnh, giai đoạn đầu nhờ phong thủy giúp thay đổi đôi phần, nhưng tiền bạc không dư dùng. Đến khi học Phật tu pháp bố thí, thí tài, thí tấm lòng, thí lời nói, bố thí sự chấp ngã. Sự chấp ngã của xưa kia giảm dần đi, cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Nếu các vị ai đã từng nghe nhiều pháp thoại của Pháp Sư Tịnh Không, Ngài là một minh chứng rõ ràng về tự lập vận mạng cho mình thông qua pháp bố thí. Giỏi như Gia Cát Lượng thời xưa vẫn không thể thay đổi được thọ mạng của mình. Với vị thầy phong thủy nổi tiếng nhất Hồng Kông hồi xưa là Trần Lãng, cũng khuyên người người làm việc lành để tích công lũy đức. Phong thủy là một đôi giày tốt. Không có đôi giày này, ta tìm đôi giày khác. Tuy nhiên, Phật học là ngọn đuốc, là ánh sáng của trí tuệ. Có giày tốt, có ngọn đuốc, tự chính mỗi người dụng công để thay đổi số mệnh. Phong thủy thay đổi được bên ngoài, người tu pháp lành thay đổi được bên trong. Công phu sâu cạn, thay đổi được nhiều hay ít còn do mỗi người. Giả dụ em hỏi chư vị, trong 2 năm nay anh chị làm nghề nghiệp gì? Nghề nghiệp hay sự nghiệp? Đồng nghiệp, tác nghiệp, lập nghiệp. Nghiệp là hành động, thói quen, kết quả, làm lâu sẽ tích lũy nghiệp. Trong 2 năm nay chư vị làm nghề nghiệp gì? Sở thích ra sao? Chư vị sẽ giỏi chuyên môn ấy, có những hội nhóm người bạn như thế. Một đời chúng ta tích lũy nghiệp gì? Thiện nhiều hay ác nhiều, cận tử nghiệp sẽ kéo ta đi vào con đường đó. Và đời sau thói quen theo nghiệp tích lũy đời trước, cứ như thế luân hồi trong sáu nẻo. Tu pháp lành theo kinh thập thiện là tự mình chuyển nghiệp, tích công bồi đức cho đời này và cả đời sau. Khải Toàn chúc chư vị tâm thân an lạc.